Neymar sang Saudi Arabia, khép lại sự nghiệp đỉnh cao. Từng là ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân mới của danh hiệu quả bóng vàng. Neymar mới đây đã quyết định khép lại sự nghiệp đỉnh cao một cách nhạt thế. Anh chuẩn bị rời châu Âu để gia nhập câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm. Gia nhập Al Hilal trong 24 giờ tới. Trong vòng 24 giờ nữa, Neymar sẽ trở thành cầu thủ của Al Hilal. Thông tin trên được kênh RMC Sport tiết lộ. Cụ thể, đội bóng của Saudi Arabia đã chốt với PSG khoản phí chuyển nhượng lên đến 90 triệu euro. Tuyển thủ Brazil trước đó đã đạt thỏa thuận gia nhập Al Hilal theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm. Ở đội bóng mới, anh sẽ nhận mức lương khủng 160 triệu euro năm. Cách đây gần một tháng, Neymar từng tuyên bố muốn rời sân công viên các hoàng tử sau 6 mùa giải gắn bó. Tuyển thủ Brazil cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí ngột ngạt ở PSG và muốn đổi gió. Nhưng không ai nghĩ anh lại sớm khép lại sự nghiệp đỉnh cao bằng cách rời châu Âu để chuyển đến chơi bóng ở Saudi Arabia. Neymar từng được mời chào sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami. Ở đó, anh sẽ được tái hợp những đồng đội cũ ở Barca. Trong đó có người bạn thân thiết Lionel Messi. Tuy nhiên, anh đã từ chối cơ hội đó. Cách đây ít ngày, Neymar vẫn còn khăng khăng muốn tiếp tục ở lại châu Âu thi đấu. Anh thậm chí đã ngỏ lời với Barca và sẵn sàng chấp nhận giảm 75% lương để được trở lại Camp Nou. Nếu có thể quay về với Barca, có lẽ Neymar cũng không quyết định sang Saudi Arabia chơi bóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Xavi Hernandez đã bịt mọi nẻo đường trở lại Camp Nou của tiền đạo người Brazil. Chưa kể, đội bóng xứ Catalonia cũng chưa sẵn sàng về tài chính để chốt kèo với Neymar. Trong bối cảnh đó, Al Hilal đã rất nhanh tiếp cận với ngôi sao 31 tuổi và không gặp khó khăn trong việc thuyết phục anh đầu quân. Neymar quyết định rời châu Âu để sang Saudi Arabia chơi bóng. Để ở lại châu Âu, Neymar tất nhiên còn nhiều sự lựa chọn khác ngoài Barca. Bởi anh vẫn đang đỉnh cao phong độ và được nhiều đội bóng lớn ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu săn đón, trong đó có Chelsea và Newcastle. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều cầu thủ nổi tiếng trước đó, tuyển thủ Brazil không cưỡng nổi sự cám dỗ của những đồng euro. Phải nhấn mạnh rằng, với mức lương 160 triệu euro mỗi năm, Neymar trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Ở Saudi Pro League, anh sẽ chỉ xếp sau duy nhất Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha được xem là cầu thủ châu Âu tiên phong sang Saudi Arabia chơi bóng. Anh gia nhập câu lạc bộ Al Nassr hồi đầu năm nay và nhận lương 200 triệu euro năm. Thời đỉnh cao của Neymar. Neymar đã có thời được ca tụng là Tiểu Pele. Anh được đánh giá là một trong những tài năng xuất chúng nhất mà bóng đá Brazil sản sinh trong vòng 15 năm trở lại đây. Sau khi rời Santos để sang châu Âu chơi bóng, Neymar đã bùng nổ trong màu áo của Barca. Đây là điểm dừng chân mang lại nhiều vinh quang nhất cho tiền đạo 31 tuổi này. Gia nhập Barca năm 2013, sau khi lối chơi Tiki-Taka đã có dấu hiệu thoái trào, Neymar đã rất may mắn gặp được huấn luyện viên Luis Enrique. Trong nỗ lực tìm hướng đi mới cho đội bóng xứ Catalonia, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra bộ ba hủy diệt Messi, Suarez, Neymar. Đây được xem là một trong những tam tấu hay nhất lịch sử của Barca. Đặc biệt ở mùa 2015-16, bộ ba này đã lập kỷ lục ghi tới 131 bàn thắng trên mọi mặt trận. Neymar thành công nhất là khi khoác áo Barca. Trong màu áo Barca, Neymar đã giành tất thảy vinh quang. Anh giành một chức vô địch Champions League, hai chức vô địch La Liga, ba cúp nhà vua cùng nhiều danh hiệu khác. Nhưng từ chỗ được ca tụng như là người sẽ tiếp nối Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng. Sự nghiệp của Neymar bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi anh đột ngột quyết định rời Camp Nou để gia nhập PSG trong mùa hè năm 2017. PSG khi đó đã biến Neymar thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới. Để có được sự phục vụ của tiền đạo người Brazil, họ đã trả cho Barca 222 triệu euro giải phóng hợp đồng. Ngoài ra, đội bóng thủ đô nước Pháp còn biến anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Những điều tiếc nuối. Nhưng từ khi chuyển đến thi đấu cho PSG,
không ai còn đề cập đến khả năng Neymar sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng trong tương lai. Ở công viên các hoàng tử, sự nghiệp của tiền đạo người Brazil bắt đầu lên xuống thất thường. Dù đã cùng đội bóng thủ đô Paris thâu tóm hầu hết các danh hiệu tại giải nội địa Pháp, Neymar vẫn cảm thấy không hạnh phúc, chủ yếu do PSG không thể vươn tầm trở thành một ông lớn của bóng đá châu Âu. Với quyết định sang Saudi Arabia chơi bóng trong ít nhất 2 năm tới, Neymar xem như đã chấm dứt hoàn toàn giấc mơ một lần trong đời giành quả bóng vàng. Sự lựa chọn này chắc chắn cũng khiến những người yêu bóng đá Brazil cảm thấy thất vọng. Bởi trong thâm tâm, họ vẫn mong Neymar sẽ tỏa sáng để dẫn dắt Seleção chinh phục chức vô địch thế giới tại vòng chung kết World Cup 2026. Neymar hiện đang cùng vua bóng đá Pelé dẫn đầu danh sách các chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Brazil. Sau 124 trận thi đấu cho Seleção, anh đã ghi được 77 bàn thắng. Chỉ cần thêm một pha lập công nữa, ngôi sao 31 tuổi này sẽ đi vào lịch sử với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng vàng xanh. Nhưng đến nay, anh mới chỉ giành duy nhất một danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia, là chức vô địch Confederation Cup 2013. Cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Nếu gia nhập Al Hilal, Neymar sẽ trở thành cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Cụ thể, anh sẽ khiến các đội bóng phải chi tổng cộng 366 triệu euro. Trong đó PSG là đội tiêu tốn vào anh nhiều nhất với khoản phí 222 triệu euro trả cho Barca năm 2017. Tiền đạo Romelu Lukaku là người hiện đang dẫn đầu danh sách về tổng giá trị chuyển nhượng. Với 336 triệu euro,